Xin chào các anh chị và các bạn, chúng ta lại tiếp tục trong một cái video khác. Tôi xin phép được nói tiếp về cái bài học tiếp theo của Smart Email Marketing by Phan Anh. Tất nhiên tên tôi là Phan Anh đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ xin phép chia sẻ trong bài học hôm nay là một số những cái loại mà thông điệp trong email marketing thường dùng. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy rằng là một cái quá trình mà chúng ta làm quảng cáo, làm truyền thông và làm thương hiệu, nó sẽ là một cái hình tam giác ngược. Chúng ta hay search trên mạng là chúng ta hay thấy cái hình tam giác ngược này. Bước đầu tiên là bước nhận biết, awareness, nhận biết đúng không ạ? Thứ hai là cân nhắc đúng không ạ? Thứ ba là hành động đúng không ạ? Thứ tư là gì ạ? Sử dụng sản phẩm. Thứ năm là gì ạ? Phản hồi. Và thứ sáu là trung thành. Thế thì những cái bước như vậy chúng ta đều có thể sử dụng email marketing để tấn công vào từng bước của khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái mô hình rất là chuẩn SEO. Đấy có tên là mô hình AIDA, nó viết tắt của 4 chữ tiếng Anh. Chữ thứ nhất cũng là awareness, nhận biết đúng không ạ? Chữ thứ hai là E, đấy là gì ạ? Interest, tức là người ta bắt đầu nảy sinh những cái sự quan tâm, sự thích thú. Bước tiếp theo là chữ D là design, tức là phát sinh nhu cầu. Và bước tiếp theo nữa là action, là chúng ta sẽ chuyển đổi thành người mua. Thế thì dù chúng ta đi theo cái mô hình nào của nước ngoài đó thì chúng ta cũng đều có thể tấn công bằng email marketing vào từng cái giai đoạn như vậy được. Thế thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các anh chị sử dụng các cái dịch vụ email này để tấn công vào. Cuối cùng thì chúng ta có thể sử dụng nó để mà làm cái việc là chăm sóc khách hàng sau bán đúng không ạ? Ví dụ như gửi thư cảm ơn, gửi thư chúc mừng, gửi thư giảm giá những lần tiếp theo, vân vân đúng không ạ? Để gia tăng cái sự trung thành. Thứ nhất là cái giai đoạn nhận biết, awareness. Thì cái giai đoạn này là mục tiêu của mình không phải là bán hàng, mà mục tiêu của mình là phổ biến cái thương hiệu để cho trên thị trường biết rằng là tôi có cái sản phẩm như vậy, tôi có cái dịch vụ như vậy, tôi có cái thương hiệu như vậy, và nó cái sản phẩm, cái dịch vụ của tôi đem lại cái giá trị cho người dùng, các anh chị nhé. Cho nên chúng ta cố gắng tạo ra được cái sự nhận biết càng rộng càng tốt đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ gửi ra những cái email tới hàng loạt người. Cái này chúng ta không quan tâm lắm đến dữ liệu nó có phải chuẩn hay không, đúng không ạ? Chúng ta gửi càng nhiều càng tốt. Nội dung thì chúng ta muốn lan truyền một cái thương hiệu đúng không ạ? Và nội dung càng tò mò càng tốt, càng dễ hiểu càng tốt. Đấy, để cho khách hàng người ta nhận biết thương hiệu. Thí dụ như là iPhone 8 sắp ra đời, do gì. Đấy, cái mục đích của email này là để nhận biết thương hiệu. Thế còn lại là chưa cần thiết lắm vào cái việc là truy cập vào web đúng không ạ? Hay là bán được hàng ngay. Đó, thì cái đấy là chúng ta cũng sẽ cần làm. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đang làm cái việc phổ biến cho thị trường, được chưa? Thứ hai, đấy là cái giai đoạn mà khách hàng người ta bắt đầu là tìm hiểu và cân nhắc về sản phẩm, đúng không? Và chúng ta đã tạo ra được những cái sự chú ý nhất định đối với khách hàng rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái giai đoạn email campaign này để làm sao hướng tới khách hàng đến cái việc người ta quan tâm hơn, người ta cân nhắc hơn. Đấy, bằng cách là email của chúng ta là có video, có giới thiệu về tính năng của sản phẩm, lợi ích, sự khác biệt, vân vân. Hoặc là chúng ta sẽ đưa cho khách hàng những cái hình thức trải nghiệm, xem trước, dùng thử, học thử, đúng không? Thì cái đó là giúp cho khách hàng cân nhắc. Khi mà một cái email mà hướng tới cái sự cân nhắc và hướng tới cái sự quan tâm thì bao giờ nó cũng sẽ kèm theo những cái hình thức là dùng thử, quà tặng miễn phí, hay là học thử, hay là trải nghiệm thực tế tại cái cửa hàng của mình. Thì cái này chúng ta cũng kèm theo những cái lời mời hấp dẫn, anh chị nhé. Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ dùng email marketing để giúp khách hàng ra quyết định, đúng không ạ? Thế thì cái phần action này đấy chính là gì ạ? Chúng ta sẽ kèm theo những cái thông tin là sản phẩm, giá bán, đúng không ạ? Hình ảnh, video, các chương trình khuyến mại mua ngay, mua đặc biệt qua email, mua đặc biệt qua online là như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ gửi cho khách hàng của mình với những cái thông điệp như là mua ngay hoặc là dạ giảm giá duy nhất. Thế thì khi gửi đến cái tệp khách hàng này thì chúng ta sẽ phải chọn lọc qua những cái chiến dịch kia để chúng ta gửi tới những khách hàng họ thực sự quan tâm đến hai cái chiến dịch email trước đó, được chưa ạ? Thế còn nếu như họ đã bỏ qua rồi thì chúng ta cũng rất là khó để chúng ta gửi. Đấy, và chúng ta cũng kiên nhẫn để gửi. Thì cái thông điệp lúc này là phải thông điệp lôi kéo hành động cực kỳ mạnh mẽ, đúng không ạ? Xem là vấn đề khách hàng họ muốn gì, họ cần gì ở cái sản phẩm này, họ nghĩ gì,
đúng không ạ? Thí dụ như đối với khóa học của Phan Anh hay là dịch vụ marketing của Phan Anh, thì tôi sẽ đưa ra là tôi cam kết có việc làm, đúng không ạ? Tôi cam kết là gì ạ? Sẽ tăng doanh số gấp 3 lần, đúng không ạ? Tôi cam kết không hài lòng tôi sẽ không hoàn tiền, đúng không ạ? Tôi cam kết là tư vấn miễn phí cho các bạn, vân 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 vân, để tôi thúc đẩy cái hành động của các bạn là phải mua hàng. Nếu các bạn không có tiền, đúng không ạ? Tôi sẽ cam kết là tài trợ học phí cho các bạn một phần, cho các bạn trả chậm, vân 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 vân. Đấy là những cái cách mà các bạn sẽ chinh phục khách hàng thông qua email marketing. Tiếp tục, đấy là chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta đã bán được hàng rồi, thì chúng ta sẽ hướng tới cái việc là để hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm, để gia tăng cái trải nghiệm trong cái quá trình sử dụng sản phẩm, được chưa? Bằng cách là chúng ta sẽ gửi email marketing hướng dẫn sử dụng sản phẩm, đúng không ạ? Sử dụng sản phẩm làm sao hữu ích hơn. Giả sử như bạn bán một cái máy xay sinh tố hoặc là một cái máy ép hoa quả, thì hàng tuần người bán hàng sẽ gửi cho khách hàng của mình một cái email hướng dẫn 3, 5, 10 cái món đồ uống, đúng không ạ? Có lợi cho sức khỏe. Đó. Hướng dẫn viết lách cẩn thận, email cẩn thận, hình ảnh cẩn thận, video cẩn thận. Để khách hàng người ta nhận được email, người ta sẽ nhấp vào đấy, người ta xem, à hay quá, người ta sẽ sử dụng sản phẩm. Đấy, thì như thế, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ tăng cường khách hàng sử dụng sản phẩm và tăng cường cái quá trình tương tác với khách hàng qua email. Điều này rất quan trọng các anh chị nhé. Chứ không phải là chúng ta gửi email: vâng, xin chào Phan Anh, cảm ơn bạn đã mua sản phẩm của chúng tôi. Lâu lắm rồi không nói chuyện với bạn, không biết là máy xay sinh tố của bạn đã hỏng chưa? Chúng tôi đã có model mới, đúng không ạ? Thế thì giả sử đùa một cái email như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ bán được hàng. Mà chúng ta phải luôn luôn chăm sóc để người ta sử dụng cái sản phẩm đến một cách hữu ích, và họ cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn, và họ sẽ tiếp tục mua các sản phẩm khác của chúng ta, hoặc là họ sẽ giới thiệu người thân, người quen của chúng ta mua cái sản phẩm của chúng ta để gia tăng sản lượng bán, để gia tăng lòng trung thành. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì những cái email này thì bao giờ cũng gắn với việc là hướng dẫn sử dụng kinh nghiệm, đúng không ạ? Rồi thì những cái sản phẩm bổ trợ, những cái cách bảo hành, bảo trì làm sao cho sản phẩm nó sử dụng được tốt nhất, đúng không ạ? Hay đưa ra các ý kiến thảo luận của các khách hàng, hoặc là có thể đưa ra một số những cái hình thức khảo sát nho nhỏ, hoặc là mình có thể quay những cái video về các cái khách hàng thực tế, họ đang sử dụng sản phẩm đấy, họ hài lòng như thế nào, mình gửi cho những khách hàng khác để tạo lên một cái cộng đồng khách hàng thực sự tuyệt vời các anh chị nhé. Và các bạn cần phải quan tâm đến ba cái yếu tố rất là quan trọng, đúng không ạ? Thứ nhất là đúng đối tượng, thứ hai là đúng nội dung, và thứ ba là đúng thời điểm. Thì khi mà mình gửi cái email này thì nó mang tính chất lọc rồi, thì chúng ta cũng cần phải đặt cái vị trí marketing ấy, mà chúng ta phải thấu hiểu khách hàng, chúng ta phải nghĩ như một người đang sử dụng sản phẩm, xem là họ cần cái gì. Ví dụ như họ cần ép cái gì thì ngon, đúng không ạ? Bảo quản như thế nào, đúng không ạ? Rồi thì tận dụng những cái tính năng khác của nó. Ví dụ như tôi có một cái máy ép sinh tố mua cũng mấy triệu, 3-4 triệu một cái máy ép rất là xịn, nhưng mà có khi cả tháng chả bỏ ra dùng thì cũng rất là phí, đúng không? Đấy, bản thân là như vậy. Và bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ gia tăng sự trung thành. Đấy, thì chúng ta sẽ gửi những cái email cho những cái tập khách hàng này. Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ nói những lời cảm ơn, bằng cách là chúng ta sẽ làm sao ạ? Gửi khách hàng tham gia những cái trải nghiệm sản phẩm của chúng ta, những cái buổi offline, những cái buổi tri ân, chúng ta chúc mừng họ nhân dịp sinh nhật, chúng ta có những cái chương trình tri ân khách hàng riêng biệt. Thì chúng ta sẽ gia tăng được cái sự trung thành của khách hàng. Thì đó là một số những cái gợi ý để cho cái quá trình gửi email marketing của chúng ta trở nên hoàn hảo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.